Hello, xin chào tất cả quý khách, bà con, cô bác, anh chị em đã đến với kênh Điện Gia Dụng Nhật của Thanh Hóa. Hôm nay mình đang test một em khử mùi diệt khuẩn bù ẩm hiệu Sáp ha. Ngoại hình em này rất rất là đẹp nha. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo bình thường. Hiển thị đồ ẩm luôn nha. Đi ông luôn. Ở ngoài ngõ trước này nó vẫn có gió nha quý khách. Vẫn có gió, gió hự hụ hụ gì đó, nhưng cái đây ở xa cũng có gió luôn nè. Đó, nghe tiếng gió không? Ok lắm. Ngoại hình đẹp ha. Đặc biệt em này đặc biệt hay cái là ảnh có bốn bánh xe nha. Nè nè, đẩy tới lui này, nhị hiệu nè ha. Dướng dây. Anh tự chạy luôn nè. Ở đây nó có cái ngàm nữa nè. Bật xuống là dướng lên nè ha. Thấy. Đây, bình nước nằm ở đây. Ngoại hình còn rất rất là đẹp. Ok hết, không lỗi lầm gì hết nha. Quý khách mở cái thằng này ha, nhớ nha, cầm ở dưới đây nè, nhóm nhẹ lên một cái. Đó, mới kéo ra nha. Đây, bộ lọc của nó cũng còn ok lắm. Nhớ nha. Nè, gịch gịch nè ha, mình gịch ra nó không chịu ra nè ha. Nhóm nhẹ lên. Đó, nhóm nhẹ lên. Đây, ảnh có hai bộ lọc. Đây, một bộ lọc ha, hai bộ lọc ha. Tại màu đen giờ nó không được đẹp mắt chứ thật ra ngoài sáng bóng đẹp lắm. Rồi, quá tuyệt vời nha quý khách. Hoạt động tốt ha. Ồ, một tay không làm nên sự nghiệp à. Rồi, quý khách nào có nhu cầu liên hệ YouTube, Zalo, Facebook chợ tốt giùm mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 1.500.000 quý khách. Ship dẫn chia hai nha. Rồi, cảm ơn quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.